Cách trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 20 km về phía Tây Bắc, rạn Nam Ô, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng thường xuất hiện thảm rêu xanh vào cuối tháng Giêng và đầu tháng 2 âm lịch hàng năm. Thảm rêu non tạo nên quang cảnh đẹp ngỡ ngàng, thu hút nhiều người dân và du khách đến tham quan, chụp hình. Ngay từ 8 giờ sáng đã có rất đông du khách tìm đến, với những du khách còn nán lại đến 11 giờ trưa để có ánh nắng đẹp nhất. Vì địa điểm này là một địa điểm hot của Đà Nẵng và địa điểm rêu là chỉ có một mùa trong năm nên là tụi chị là bắt chọn là đây là đang là mùa của rêu nên tụi chị quyết định chụp ở đây. Tin chắc là bộ ảnh của chị sẽ rất là đẹp và rực rỡ màu xanh của bãi rêu, đặc trưng của bãi rêu Đà Nẵng. Tại buổi sáng ở đây là nước còn thấp, là rêu nó cao là mình thấy được bãi rêu, còn mà trễ là nước nó dâng cao là rêu nó ngập lại, mình không chụp được cái hình. Đặc biệt vào ngày cuối tuần, bãi rêu xanh thu hút hàng trăm lượt người tấp nập ra vào chụp ảnh. Rút kinh nghiệm từ nhiều năm trước, các du khách đã đến tham quan, chụp ảnh đều có ý thức giữ gìn vệ sinh chung, với hy vọng giữ gìn bãi rêu xanh sạch đẹp để phục vụ du khách. Thì bãi rêu thì rất là đẹp này, thiên nhiên. Mà mình ra Tết thì mình đi những trong Tết thì mình đi những cái khu như là trong thành phố rồi, nên là gần tới mùa hè thì các bạn nên tới đây để chụp hình và trải nghiệm rêu tự nhiên của thành phố Đà Nẵng. Nhưng mà nói với các bạn là đi là phải giữ gìn môi trường sạch sẽ. Theo các thợ chụp ảnh chuyên nghiệp, mỗi ngày họ chụp từ 7 đến 10 đoàn khách. Đó là chưa tính khách đi lễ, khách đến tham quan, ăn uống. Để có hình ảnh đẹp, các thợ chụp thường khuyên du khách nên đến vào lúc sáng sớm, lúc mặt trời ló dạng, thủy triều rút thì các bãi rêu sẽ lộ ra nhiều hơn. Buổi sáng là bắt đầu mặt trời mọc lên tới 9 giờ đẹp. Buổi chiều là nó sóng lên, nhưng mặt trời chiếu trực tiếp vô mặt cũng đỏ không đẹp. Nên luôn luôn có 3 thời chụp hình ở đây. Một ngày chụp một thời chụp tới 10 đoàn khách. Một ngày chụp hai mấy ba mươi mấy bảy đoàn khách. Một đoàn là có 7-8 người. Ngoài ra vào buổi chiều muộn cũng có rất đông người dân và du khách thường tìm đến bãi rêu để ăn uống, ngắm cảnh lúc hoàng hôn.